Tại nhà thi đấu Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Trung tâm hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương phối hợp với Liên đoàn vật Việt Nam tổ chức giải toàn quốc vật tự do Cúp 15 tháng 5 lần thứ 3 dành cho thanh thiếu nhi năm 2024. Tham dự giải năm nay có 300 vận động viên đại diện cho hàng triệu thanh thiếu nhi đang sinh hoạt, học tập, tham gia các hoạt động tại hệ thống nhà thiếu nhi, trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao, câu lạc bộ vật các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Đây là sân chơi lành mạnh nhằm khuyến khích thanh thiếu nhi phát huy năng khiếu của mình, qua đó động viên các em học tập và rèn luyện, phát triển toàn diện. Đồng thời là dịp để hệ thống nhà thiếu nhi, trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao, câu lạc bộ vật và thanh thiếu nhi các tỉnh, thành phố được giao lưu, học hỏi, góp phần đẩy mạnh phong trào luyện tập môn vật, nâng cao năng lực, sức khỏe và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Các vận động viên sẽ chia thành hai nhóm lứa tuổi từ 13 đến 14 và từ 15 đến 16 tuổi để tranh tài ở 6 hạng cân. Dự kiến ban tổ chức sẽ trao một huy chương vàng, một huy chương bạc và hai huy chương đồng cho mỗi hạng cân ở hai lứa tuổi khác nhau.